Nhân dịp có một bạn hỏi về việc là muốn làm một cái video theo kiểu là thay đổi cái khuôn mặt từ lúc còn trẻ đến lúc già của một người. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái công cụ Stable Diffusion để làm cái việc này. Để thực hiện được việc tạo video dạng này thì chúng ta sẽ cần sử dụng cái extension là Deform của Stable Diffusion trên cái giao diện là Automatic 111 và sử dụng Checkpoint là Epic Photogash. Bước thực hiện như sau: bước 1, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Text to Image để tạo ảnh với các cái lứa tuổi từ 5, 10, 25, 35, 55, 75. Và bước 2, chúng ta sẽ sử dụng các cái hình ảnh vừa tạo này trên extension Deform để chúng ta tạo video. Thì đầu tiên cần phải cài đặt một cái extension nó Deform. Nếu mà trên phiên bản Diffusion của bạn chưa có thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Các bạn click vào extension, click vào Install from URL và nhập đường link này vào phần URL for extension này. Cái đường link này tôi sẽ để ở phần mô tả của video này. Sau đó các bạn click vào Install. Sau khi cài đặt thành công thì chúng ta có thể thấy là cái extension Deform này đã được xuất hiện ở trong danh sách này. Và chúng ta click vào nút Apply and Restart UI này. Sau khi retouch xong thì các bạn sẽ có giao diện của extension Deform như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải có một cái checkpoint, đó là Epic Photogash. Các bạn có thể lên Civis AI và tìm cái checkpoint này và tải về máy. Sau đó các bạn sẽ lưu vào thư mục Model Stable Diffusion của trên máy của mình. Sau khi tải xong checkpoint thì các bạn click vào biểu tượng này để chúng ta tải về danh sách, đối lại danh sách các checkpoint đã có. Các bạn click vào Epic Photogash. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo các hình ảnh với công cụ là Text to Image. Chúng ta sẽ copy cái câu lệnh này và dán vào phần prompt. Copy phần này, dán vào negative prompt. Chiều cao của hình ảnh cần tạo là 768. Chúng ta sẽ tạo ra cái ảnh chân dung theo tỷ lệ chiều cao lớn hơn chiều rộng. Lưu ý các cái thông số như thế này chúng ta để mặc định. Click vào generate. Trong quá trình tạo ảnh thì có thể sẽ được những ảnh mà chưa theo đúng như ý muốn của các bạn, thì chúng ta click vào nút generate liên tục, chọn ra một cái ảnh như đúng như mong muốn. Ví dụ như tôi đã chọn được cái bức ảnh này. Bước tiếp theo tôi sẽ cần phải lưu cái hình ảnh này về máy. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra các bức ảnh đối tương ứng với các lứa tuổi từ 5, 10, 25, 35, 55, 75. Để tạo các bức ảnh này có sự nhất quán và có sự liên hệ với cái ảnh ban đầu thì chúng ta sẽ sử dụng Ctrl Net. Kéo hình ảnh vừa tạo xuống Ctrl Net. Các bạn click vào Enable, click vào Open Pose. Chúng ta lưu ý là các thông số ở đây mặc định. Nếu như bị thay đổi thì các bạn chỉnh lại để cho phù hợp với cái tham số như trên hình này của tôi. Các bạn chỉnh lại prompt là 5 tuổi. Chúng ta click vào Generate. Lưu cái ảnh này về. Chúng ta tạo ảnh lúc 10 tuổi. Tạo ảnh lúc 35 tuổi. Chúng ta tiếp tục tạo ảnh lúc 55 tuổi. Cuối cùng chúng ta sẽ tạo bức ảnh người đàn ông ở lúc 75 tuổi. Như vậy là chúng ta đã tạo hoàn thành xong các hình ảnh cho các lứa tuổi 5, 10, 25, 35, 55 và 75. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng Deform để chúng ta tạo video. Các bạn click vào PNG Info này. Chúng ta sẽ lấy lại cái hình ảnh lúc 25 tuổi. Copy cái Sheet ID này. Các bạn click vào tab Deform. Dán Sheet vừa tạo ở đây. Click vào menu Run. Sửa lại cái thông số chiều cao của cái ảnh này và chiều rộng của ảnh này phù hợp với cái ảnh vừa chúng ta tạo là 512 và 768. Tiếp theo các bạn click vào keyframe, click vào nút Enable Guided Image Mode này và chúng ta dán cái đoạn này vào. Các bạn lưu ý đường dẫn ở đây trên máy sử dụng Windows thì chúng ta sẽ mô tả cái đường dẫn như thế này. Có hai dấu sược này, nếu không thì máy nó sẽ không nhận được. Tương ứng với các hình ảnh vừa tạo theo các lứa tuổi trên prompt thì chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa lại. Các bạn có thể sửa lại thông số như thế này. Đây là phần prompt mà chúng ta sử dụng. Tiếp theo các bạn copy phần negative prompt này vào đây cho cái hình ảnh tạo ra nó chính xác hơn. Tiếp theo các bạn click vào Init. Tại mục Init Image URL này thì các bạn paste cái địa chỉ của cái ảnh đầu tiên vào đây và tích vào Use Init này. Chúng ta sẽ
quay lại cái phần keyframe chúng ta chỉnh lại một chút, chúng ta sẽ chỉnh cái kích thước của cái keyframe mark frame lên 480. Cái chỉ số này thấp thì máy sẽ chỉ sinh ra cho chúng ta cái số lượng cái ảnh các frame tương ứng với con số này thôi. Nếu chúng ta tăng số lượng thì nó sẽ có nhiều ảnh hơn. Chúng ta click vào generate, các bạn chờ đợi ít phút. À, như vậy là chúng ta đã tạo xong, các bạn click vào click here này để play video. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được cái video biến đổi khuôn mặt từ trẻ đến già, cũng khá là thú vị đúng không các bạn? Chúng ta có thể thực hiện cách này để tạo các video tương tự cho những người mà theo các cái quốc gia khác nhau hoặc là có cái đặc điểm khác nhau mà các bạn mong muốn. Hy vọng là qua cái video là các bạn đã biết cách để tạo được cái video với cái hiệu ứng là chuyển hình ảnh khuôn mặt từ một cái lứa tuổi sang một lứa tuổi khác. Video của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.